Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Outdoor Music số thứ 5 với chủ đề Sống tình Bolero. Trong chương trình tuần này, Trọng Thanh sẽ gửi đến quý vị hai ca khúc. Ca khúc thứ nhất có tựa đề Biệt Kinh Kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Và ca khúc thứ hai có tựa đề Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức